cong 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 vèo luôn ha, cong cong vèo luôn á. Rồi rụng rồi đâu ông vô cái cậu đi đó, nhưng mà rụng nhưng mà vẫn còn trái nha, thấy chưa, thấy chưa. Phan, phan, phan này, quay cái này rồi. Rụng nhưng mà vẫn còn trái ha. Có một cái điều đặc biệt là gì nè, nhang trái hai đầu, nhang nhang trái ở phần cuối. Sao kỳ vậy ta? Sao ngày nào cũng dùng trái này ha? Nhưng mà để ý đây, thà ví dụ có cái cây nhang nào thì mình không nói đúng không? Đằng này đâu có cây nhang nào châm vô đâu. Thấy chưa? Cái này có thể giải thích được nha. Tại sao? Là mình không thể giải thích được. Ý là này cô chú anh chị cũng để ý nè, không có mình nè. Tại vì ở đây có một góc, đâu có cây nào chán vậy đâu. Sao kỳ vậy ta? Cứ nhang chán hai đầu qua trời. Đúng rồi, cái trái bốc khói từ dữ lên luôn ha. Đó, không hiểu lý do nè. Thấy chưa? Kỳ vậy ta? Không có cái cây nào mà đụng chạm vô nó ha. Cái này mình quay kỹ. À, chưa có bạn nha. Ừ, thì ở đây tự nhiên không biết. Còn lại có hiện tượng lạ em. Nhang trái từ dưới lên trên. Đây nè chị. Đó, trái đỏ luôn á không? Không Thảo. Trái đỏ luôn đó. Cô. Chị nó trái đỏ luôn á. Trái đỏ luôn á nha. Trái đỏ luôn á Thảo thấy không? Tự nhiên cháy ở dưới cháy lên đâu có ai bị chạm gì đâu. Không có cây nào chạm luôn nha. Không có cây nào chạm hết luôn. Anh làng rất là sợ ma. Bây giờ Ba La Mết sẽ quay từ bên trong cho tất cả quý cô chú anh chị xem nha. Không hiểu sao mà cây nhang này trái từ dưới lên trên. Có một phép thần thông là hay là còn không đi ngang qua đây không? Nãy giờ là cái cây nhang này là lâu rồi. Mà ngày nào cũng có hiện tượng lạ ha. Bấm 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 về nó anh ơi. Bấm đen vào nữa, thấy không? Chị thấy hiện tượng lạ chưa? Nhang trái từ dưới lên trên nè chị. Trong đây, trong đây. Mình nhỏ tới giờ tao lại mày nó đầu vô cái chạy vậy. Từ từ thôi. Đó. Đó. Như điện thoại em nè. Nó nhìn tại này đó, em vô này đó. Thấy chưa? Mọi người ơi, là chỉ cũng một góc rồi. Ở phía bên trong mộ cậu cậu cũng trứng rồi cô chú anh chị ơi. Nhang trái ngược đầu, trái từ dưới lên rồi cô chú anh chị. Ngược đầu luôn, trái từ dưới lên, tao không tin luôn. Đâu? Nè, tự nhiên ở trên trái, dưới trái, giữa không trái luôn. Thằng Tâm nó bắt người luôn á. Đâu, cây nào đâu? Cái đây nè, thấy anh như đi vô thử nè. Vô thử thấy chưa? À. Đó. Anh có thể bắt tay tôi lý giải được lý do không? Đây là, thứ nhất là một là cái hiện tượng lạ. Không phải đâu, đốt hay đạo. Không, không phải đâu. Thứ hai đó là có cái nhà nào dưới nó chạm nhẹ. Cậu chứng, cậu chứng, cậu chứng. Mà nãy giờ ai giấy gì cậu chứng á. Chuyện này lạ ha. Chị mình
Ở đâu chị? Sài Gòn hả? Dạ. Em là Hải Đăng Vlog. Em cũng hay dạ. Em cũng hay em hay đi ở Nam Á. Ở đây coi gần đây có cây nhang nào không? Ở gần đây là không có cây nhang nào nha. Lạ dữ rồi ta, ngang nhang trái ngược. Mà nhang nhang trái từ dưới lên trên thấy lẹ hơn ha. Nó trái lẹ hơn là từ trên xuống dưới nữa. Có gì cậu nói nha cậu, làm đừng cậu không sợ. Đây, ở trên trái dưới cháy luôn. Để đến trong hướng này đó. Thì tự nhăn cháy là có chuyện nha cô chú. Cho có anh em YouTube ơi. Có chị qua muốn chia sẻ nè. Chị Chi Hòa đúng không? Chị cái chi đi chị. Chị Chi Hòa, chị Hòa, chị Hòa. Đúng rồi, đồng Hòa. Rồi, rồi, rồi. Chị Hòa đó. Mà em đứng em làm chứng cho chị. À, không có nào dám làm chị đây đâu. Cái bông dừa phải không ơi? Cái bông dừa. Trời ơi, coi chừng gãi bông mấy anh ơi. Cái bông dừa không ơi. Mình giãn giãn ra đi, mình giãn giãn ra. Anh. Để nó cản không cho vào đó anh. Cắn cái gì đó cho nó cắn sao? Chắc chắn sẽ có. Anh đừng nhảy vô, đừng nhảy vô. Đứng nó bay được rồi. Tập trung quá. Đẹp anh chị ha. Rồi, táo của mình. Ra bên ngoài. Bắt đầu ra bên ngoài. Cô chú anh chị. Rồi, đây đâu lần, cô chú. À, 15m xin giới thiệu với các chị nha, các cô chú các anh chị nha. Hiện tại là anh Niêu là anh không có mê tín dị đoan, mà ngược lại là anh sợ ma nha. Anh Niêu là sợ, không có sợ ma đúng không? Sợ ma mà không có mê tín dị đoan. Mà anh đang quay một cái hiện tượng lạ. Sao rồi anh? Em thấy trái dưới từ dưới lên trên nhanh hả? Đi lên trên đó, đi lên trên đó. Cháy đỏ luôn nha, cháy đỏ luôn kìa. Cháy khó lên đâu. Nhà cây nhang cháy ngược. Nhưng mà anh thấy cái lỗi bên trong nó đỏ không? Cái lỗi bên trong nó đỏ luôn. Đỏ, thấy chứ đỏ, thấy mà. Cái lỗi bên trong đỏ luôn nha. Ừ. Nhang đây nè, chị vậy? Cô qua đây con chỉ cho nè. Qua đây đứng thấy nè. Cái lỗi bên trong đỏ luôn nha. Chị qua đây nè, chỉ cho. Chị qua đây nè. Cái đây nè, chị thấy không? Chị nhìn, chị nhìn điện thoại em nè. Nhìn điện thoại nè, em zoom lên cho. Cẩn thận. Nhìn điện thoại em đi. Chị bao nhiêu tuổi mà đẹp dữ chị? 50 tuổi. 50 tuổi. Wow. Vậy mà nãy giờ em tưởng mới có 40 à? Em tưởng 30 à. Chị 50. Em là em tưởng mới có hai mấy luôn á. Trời trời. Mới 18. Đến đây thì 15x Bình Dương xin phép là tạm dừng video này tại đây. Cảm ơn toàn thể quý cô chú anh chị ha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.